không phải của chính phủ. Phi chính phủ. Cái này của anh về đây. Nhưng lại mang tên. Nó là mấy ông anh cho về chế hôm kia đi trên này. Để tổ chức liên chính phủ. Điều đó nói lên rằng những hoạt động của chúng ta rất gắn bó với cái chương trình hoạt động của UNESCO tại từng quốc gia và gắn bó với chương trình hoạt động của UNESCO quốc tế. Hiệp hội UNESCO Việt Nam bản thân nó là một cái tổ chức có pháp nhân hoạt động toàn quốc. Hiện nay hiệp hội có khoảng trên 5.000 hội viên chính thức, chủ yếu là các trí thức và các thành phần của cộng đồng tham gia đóng góp vào các chương trình hoạt động UNESCO. Và có khoảng hơn 100 các trung tâm mang tên UNESCO, các hội mang tên UNESCO và các câu lạc bộ UNESCO, trong đó trung tâm UNESCO hỗ trợ phát triển văn hóa và thể thao là một trong những đơn vị thành viên của Hiệp hội UNESCO Việt Nam. Hiệp hội UNESCO Việt Nam còn là thành viên của Hiệp hội UNESCO châu Á Thái Bình Dương và là thành viên chính thức của mạng lưới Hiệp hội UNESCO thế giới. Hiện nay có khoảng 7.000 trung tâm và câu lạc bộ giống như các cái trung tâm câu lạc bộ Mỹ Long hoạt động trên các nước ở khoảng 150 quốc gia trên thế giới. Các vị tham gia với chúng tôi trên lĩnh vực hoạt động UNESCO tức là đã có một cái thêm một cái có thể nói là một cái cánh cửa để chúng ta tạo điều kiện mở rộng những quan hệ của chúng ta vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam. Chúng tôi mong rằng với cái sự bảo trợ, có thể hôm nay mới chỉ là bảo trợ mang tính chưa chính thức, mang tính thú nghị, mang tính liên kết, hợp tác, mai kia khi cần thiết các cái có đường cần có sự bảo trợ chính thức về mặt pháp nhân thì chúng tôi sẽ cố gắng là giúp cho các vị mở rộng cánh cửa hoạt động của mình, giao lưu trước hết là với các họ được ở ngoài phạm vi biên giới của chúng ta và mở rộng những hình thức hợp tác khác với các cái câu lạc bộ, các trung tâm, các hội UNESCO trên toàn thế giới. Rất cảm ơn và rất hoan nghênh các vị đã đến với Hiệp hội UNESCO Việt Nam ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các võ đường mà các vị đang là đại diện ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều học sinh ưu tú và có những đóng góp thành có những thành tích xuất sắc trên lĩnh vực võ học. Xin cảm ơn. Chương trình hôm nay thì tạm thời là chia làm hai phần chính. Phần một, Hiệp hội UNESCO sẽ tôn vinh và trao bằng công nhận cho các võ sư. Và phần 2 là trao bằng khen cho các võ đường đã có đóng góp. Xin phép được đọc tên và sau đó là trao cho các võ sư. Xin mời ông Đỗ Tuấn ạ. Quyết định của Tổng thư ký Hiệp hội UNESCO, câu lạc bộ UNESCO Việt Nam. Tổng thư ký Hiệp hội câu lạc bộ UNESCO Việt Nam căn cứ điều lệ Hiệp hội câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, căn cứ công văn ngày 05 CVTT ngày 9/7/2008 của Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao về việc đề nghị khen thưởng cho các cá nhân tập thể đã có thành tích trong hoạt động thể thao và võ thuật của đơn vị. Căn cứ đề nghị của Ban thi đua Hiệp hội về việc xét khen thưởng cho các đơn vị và các cá nhân có thành tích trong công tác chung của Hiệp hội, căn cứ quyền hạn của Tổng thư ký Hiệp hội câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quyết định cấp bằng khen và bằng công nhận thành tích cho các tập thể cá nhân sau. Cá nhân đầu tiên xin mời ông Đỗ Tuấn.